nguyên nhân Đức Phật cho thọ y Katina. Nhắc lại chuyện cách đây 22 năm về trước, sau khi thành đạo tại Cội Bồ Đề, Đức Phật về vườn Nai quá độ cho năm đạo sĩ Kiều Trần Như trở thành các bậc thánh vô lậu. Thế là giáo hội Tăng Già ra đời, ban đầu chỉ có 5 vị. Cũng thời gian ở đây, Đức Phật tiếp độ thêm công tử Yasa cùng 55 bạn hữu đồng đắc quả A-la-hán. Và đây chính là lực lượng sa môn trí giả đầu tiên được Đức Phật khuyên họ phân bổ đi hoằng hóa nhiều phương, mỗi người một nơi, không đi chung nhau vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Thế rồi, sau khi tiễn đưa 60 vị A-la-hán lên đường, Đức Phật rời Lộc Uyển theo lộ trình trở lại thăm cây Bồ Đề tại Uruvela cùng ngôi làng Senani, thăm lại các gia đình ân nhân thí chủ, trong đó có bát sữa diệu kỳ của nàng Suchata. Đến khu rừng Kapasya, thấy hoa Kadamba nở vàng rực, hương thơm ngào ngạt, Đức Phật dừng chân độ ngọ rồi nghỉ trưa. Tại đây Đức Phật đã tiếp độ thêm 30 vương tử xứ Kosala trở thành 30 vị tỳ khưu, rồi sau đó họ tình nguyện đi đến miền rừng núi xứ Pavaya, biên địa phía bắc Kosala, để hành đạo, tùy duyên tiếp độ chúng sanh. Thời gian trôi qua, 30 vị tỳ khưu này đều thọ trì hạnh Đầu Đà, sống đời giản dị và trong sạch, xứng đáng phẩm hạnh của những bậc thánh vô lậu trong giáo hội của Đức Tôn Sư. Họ thường chia nhau ra từng nhóm 2-3 vị một, đi trì bình khất thực quanh những xóm làng sơn cước, có gì dùng nấy. Họ lượm vải dơ, vải rách, vải bên vệ đường, nghĩa địa, người ta quăng bỏ để vá y, may y để mặc. Việc Đức Phật cho phép thọ y Katina nguyên do bởi câu chuyện của 30 vị trưởng lão xứ Pavaya này. Thuở ấy, có một vị tỳ khưu chỉ được dùng một số y phục như y lót ngồi, y lót nằm, y rịch ghẻ, y lau mặt, sau này còn được phép dùng thêm y tắm mưa. Gọi là y, nhưng thật ra chúng chỉ là những tấm vải lớn nhỏ, tùy theo mục đích sử dụng. Cần thiết và quan trọng nhất cho một vị tỳ khưu là tam y. Nó gồm có một tấm y dày hai lớp để làm chăn đắp, gọi là y tăng già lê. Một tấm y khác nữa gọi là y ngoại, y thượng hay y vai trái để mặc ngoài. Một tấm y để mặc như cái xiêm gọi là y hạ hay y nội. Do tất thảy đều là vải lượm, đôi khi phải may vá nhiều lớp trong mới lành nguyên, nên tấm y tăng già lê của vị tỳ khưu nào cũng dày cộm. Nhớ lời Đức Phật dạy, con chim có đôi cánh luôn dính với thân hình như thế nào, thì vị tỳ khưu có tam y cũng y như thế. Không được phép rời khỏi tam y, phải luôn luôn dính tam y ở bên mình. Những khi trời nắng hay tiết trời tạnh ráo, thì y tăng già lê dễ phơi phóng, mau khô, mang nhẹ. Nhưng khi lỡ bị ướt nước mưa, thì tấm y ấy trở thành gánh nặng trên vai. Tình trạng như thế đã xảy ra với nhóm tỳ khưu 30 vị ở Pavaya này. Trong nhiều lần trước đây, họ về thăm Đức Thế Tôn ở kỳ viên tịnh xá, nhưng lần sau cùng này thì xem ra có vẻ thê thảm hơn nhiều. Chuyện là khi hay tin Đức Phật ở kỳ viên tịnh xá, rồi ở Đông Phương Lộc Mẫu trong hạ thứ 20, hạ thứ 21, 30 trưởng lão xứ Pavaya quyết định tự giả miền rừng biên địa, lặn lội về thăm Ngài sau nhiều năm xa cách. Do những trận mưa xối xả bất thường, những đoạn đường qua núi, qua làng trở nên lầy lội, nên họ bộ hành rất chậm. Và những tấm thân già cùng với tam y, ai cũng bị đẫm ướt. Khi đến thị trấn Sakata là đã gần ngày an cư, nên họ phải tìm chỗ trú chân, hong khô y áo. Vị trưởng lão trưởng đoàn run run vì lạnh, đăm đăm nhìn về phương nam, cất tiếng như đã quyết định. Đức Thế Tôn hiện ở rất gần, mà chúng ta cũng không về đảnh lễ bên chân của Ngài được. Thôi, chúng ta hãy tìm một khu rừng, tạm thời an cư mùa mưa ở đây. Sau hạ chúng ta hãy lên đường. Mọi người y lời, rồi mùa an cư cũng qua đi. Nhưng do mưa suốt mấy tháng, nên việc trì bình bị trở ngại. Ai cũng gầy ốm, xanh xao vì thiếu thốn vật thực. Và suốt quãng đường về Savatthi, 30 vị tôn giả lại bị đẫm nước mưa nhiều lượt nữa.
tấm y tăng dạ lê trên vai nghe nặng như quả núi. Khi họ lầm lũi gắng sức đến được kỳ viên tịnh xá, cả 30 vị trông rất thảm não. Hình ảnh ấy kinh động đến Đức Phật, kinh động đến Chư Tăng và kinh động đến cả hai hàng cận sự nam nữ. Sau khi gặp mặt 30 vị trưởng lão, thấy sắc mặt xanh xao, hình dung tiều tụy, y áo vá chầm vá đục nhưng cũng đã rách nát tả tơi của họ, Đức Phật động tâm chánh pháp. Tức tốc, Ngài cho triệu tập chư vị đại trưởng lão có mặt ngay tức khắc tại giảng đường kỳ viên tịnh xá để cùng nhau xử lý vấn đề vừa phát sanh trước mắt. Hướng tâm đến sinh hoạt tăng lữ của chư chánh đẳng giác thời quá khứ, Đức Phật Gautama biết rằng khi gặp trường hợp tương tự, Đức Phật đã cho phép thọ y Katina với cách thức như vậy. Người được thọ y, ví như trường hợp 30 vị trưởng lão này, sẽ nhận được vải lành lặn do thí chủ dân cúng để cắt, vá, may, làm thành y mới, thay thế y áo đã quá cũ rách. Còn nữa, chưa nói chuyện thí chủ hoan hỷ cúng dường y Katina có phước báo vô song, riêng người thọ y cũng sẽ được 5 quả báo hiện tiền. Có được nhiều sự dễ dàng trong việc tới lui, sinh hoạt. Trong 5 quả báo ấy, điều thứ hai là không mang theo y tăng già lê nặng nề bên mình mà cũng không phạm tội vào điều học nào cả. Thế là trong suốt 3 ngày, Đức Phật cùng chư vị đại trưởng lão đã chế định những điều khoản tuyên ngôn cách thức thọ trì, thế nào là thành tựu, thế nào là không thành tựu, vân vân và vân vân. Từ đó, đại lễ dân y Katina bắt đầu được phổ biến rộng khắp tịnh xá tu viện trong toàn thể châu Diêm Phù Đề. Người được diễm phúc và vinh hạnh làm chủ lễ đại thí cúng dường y Katina đến Đức Phật và chư tăng kỳ viên tịnh xá lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo chính là bà Visakha vậy. Cây Bồ Đề Ananda. Từ khi kinh thành Savatthi có 2 tu viện lớn là Kỳ Thọ cấp Cô Độc Viên và Đông Phương Lộc Mẫu, nơi nào cũng có sức chứa hàng ngàn vị tỳ khưu, thì Đức Phật thường tới lui cả 2 nơi trong những lúc họp tăng hay thuyết giảng những bài pháp quan trọng đến tứ chúng hoặc riêng cho chư tỳ khưu tăng ni. Tuy nhiên, chỗ Đức Phật hằng lưu trú nhất vẫn là kỳ viên tịnh xá. Cứ mỗi độ sau mùa an cư, Đức Phật lại ra đi. Chư vị đại trưởng lão như 2 vị đại đệ tử Tôn giả Mahakassapa, Tôn giả Upali, đôi lúc cũng cùng với hội chúng tỳ khưu đệ tử của mình cũng rời kỳ viên hay đông phương làm những cánh hạt du phương thông dong vô trụ xứ. Hôm kia, vào khoảng mùa an cư thứ 24 của Đức Phật tại kỳ viên tịnh xá, và có lẽ cũng đã suy nghĩ cặn kẽ, trưởng giả cấp cô độc tìm gặp Tôn giả Ananda rồi thưa: "Thường thường sau mỗi mùa an cư, tịnh xá kỳ viên trong điều hiu và hoang vắng lắm, Tôn giả có biết thế không?" Tôn giả Ananda nhẹ nhẹ gật đầu. Đức Tôn sư ra đi, chư vị đại trưởng lão và chúng tỳ khưu cũng ra đi, thì có lẽ ở đây rất là trống vắng. Đó là sự thật, thưa trưởng giả. Cứ mỗi buổi sáng, cứ mỗi buổi chiều, cận sự nam nữ hay hàng đến kỳ viên tịnh xá, với hoa, với đèn, với trầm, với những vòng hoa, tràn hoa, họ đi quanh một vòng, không biết đặt vào đâu. Thế là họ đặt tất cả vật cúng dường ấy ngoài hương phòng của Đức Thế Tôn, đảnh lễ hương phòng rồi ra về. Chúng chất thành từng đống, ngày này sang ngày khác, đến hư mục và thối rữa. Trên mỗi khuôn mặt, dường như ai cũng có một nỗi buồn khó tả khi không có mặt Đức Thế Tôn. Đúng là vậy rồi, thưa trưởng giả. Ngần ngại một lát, trưởng giả thưa tiếp: "Những mong Tôn giả thưa thỉnh với Đức Thế Tôn rằng là xem có nơi nào khác để hai hàng cận sự có thể đến lễ bái, cúng dường trong lúc Đức Thế Tôn bận đi du quá phương xa, không có mặt ở kỳ viên tịnh xá, nhưng vẫn được xem như là đang có sự hiện diện của Ngài." Tôn giả Ananda nhíu mày: "Có phải trưởng giả muốn hỏi một nơi nào đấy, có cái biểu tượng gì đấy, được xem như là vẫn có mặt Đức Đạo Sư ở kỳ viên?" "Đúng là vậy." Trưởng giả xoa tay, nở nụ cười hoan hỷ. Tôn giả đã nắm bắt rất chính xác ý nghĩ và ước nguyện của đệ tử vậy. Thế là vào dịp thuận lợi nhất, Tôn giả Ananda vào hầu Phật,
và sau đó câu chuyện đã diễn ra như sau. Bạch Đức Thế Tôn, có bao nhiêu vật biểu tượng được xem như là có sự hiện diện của Đức Thế Tôn để chúng sanh có thể đến đấy lễ bái cúng dường? Tất thảy có ba, này Ananda. Đức Phật giảng giải, thứ nhất, những vật có liên hệ đến thân thể của Như Lai, như Ngọc Xá Lợi sau khi Như Lai nhập diệt. Thứ hai, những vật có liên quan đến đồ dùng riêng của Như Lai, ví như y và bát. Thứ ba, những vật tượng trưng nhằm để tưởng nhớ, ví như cây bồ đề, kỷ niệm nơi chốn Như Lai ngộ đạo quả vô thượng. Đệ tử hiểu rồi. Tôn giả Ananda thưa tiếp, về việc thứ nhất, khi Đức Tôn Sư còn tại tiền thì đâu có xá lợi để tôn thờ. Tuy nhiên có thể xây dựng ngôi bảo tháp tượng trưng được không, bạch Đức Tôn Sư? Không thể được, này Ananda. Bảo tháp ấy chỉ được kiến tạo khi Như Lai nhập diệt rồi. Và khi ấy tất thảy thịt xương gân, da, tim, não, máu, mồ hôi, lông, tóc của Như Lai, sau khi thiêu đốt, chúng biến thành ngọc được gọi là ngọc xá lợi, thì sự lễ bái cúng dường ngọc xá lợi ấy mới có ý nghĩa, mới có phước báu, này Ananda. Thế còn đồ dùng riêng bạch Đức Tôn Sư? Cũng tương tự vậy, nghĩa là sau khi Như Lai niết bàn rồi mới nói lên được ý nghĩa biểu tượng của nó. Vậy thì chỉ còn cây bồ đề, kỷ niệm nơi thành đạo của Đức Đạo Sư là có thể thiết lập ngay hiện tại này để mọi người có thể chiêm bái, cúng dường. Đúng vậy, này Ananda, hãy trông đi, làm được như vậy là xem như Như Lai luôn có mặt tại kỳ viên tịnh xá rồi. Sau cuộc hội kiến ấy, tôn giả Ananda thuật lại câu chuyện cây bồ đề với trưởng giả cấp cô độc, với bà Visakha, với đức vua Pasenadi. Tôn giả Mahamoggallana tinh minh ngàn dặm, biết chuyện ấy, đã sử dụng thần thông, nhanh mắt nhanh tay, vươn chụp một hạt bồ đề chín mùi đang rơi từ cây xuống, rồi trao ngay cho tôn giả Ananda, mỉm cười nói: hãy tìm một chỗ tương thích trong khuôn viên tịnh xá để gieo ươm liền tay đi, hiền giả. Biết được sự hệ trọng của vấn đề cùng ý nghĩa biểu tượng thiêng liêng của nó, tôn giả Ananda lắc đầu: không, công đức này hãy để dành cho bậc nhân chủ Kosala. Tức tốc, tôn giả Ananda bộ hành vào cung, mang hạt bồ đề ấy trao cho đức vua Pasenadi rồi nói: thưa chính bệ hạ mới là người xứng đáng gieo ươm hạt bồ đề này như ngọn cờ chiến thắng tâm linh. Không không, tôi không dám nhận cái vinh dự ấy đâu. Nói thế xong, suy nghĩ một lát, đức vua Pasenadi mặc đồ đại lễ cùng với quần thần lên những cỗ xe bốn ngựa đến trao hạt bồ đề ấy cho trưởng giả cấp cô độc, nói rằng: chính trưởng giả là người khởi tâm đầu tiên, về công đức và phước báu này không ai có thể giành phần của trưởng giả được. Khi mọi người có mặt đầy đủ tại kỳ viên tịnh xá, tôn giả Ananda chỉ chỗ gieo ươm, nhưng trưởng giả cấp cô độc vẫn có vẻ chần chừ, thì một giọng phạm âm từ đâu đó vẳng lại: hãy đặt hạt xuống lỗ đi, này Sudatta. Mọi người nhường nhau, cuối cùng hạt bồ đề nằm trong tay ông. Vậy về tình, về lý, về đạo, về đời đều trọn hảo cả. Ai cũng biết đấy là ngôn lời động viên chính đáng của Đức Thế Tôn. Trưởng giả cấp cô độc không dám không nghe theo, bèn chắp tay thành kính vái giữa hư không, rồi đặt hạt xuống, quả đất lại tưới nước lên trước sự chứng kiến của hai vị đại đệ tử, tôn giả Ananda, đức vua Pasenadi và bà Visakha. Từ đó hạt bồ đề nảy mầm phát triển xanh tốt, cận sự hai hàng biết chuyện ai cũng để tâm chăm bón. Một số người còn mang sữa bò, sữa dê cho cây uống nữa, nên nó lớn nhanh như thổi. Trưởng giả cấp cô độc nghĩ đến người tạo thuận duyên cho ước mơ của ông được thành tựu, chính là vị thị giả của Đức Tôn Sư, nên ông đặt tên là cây bồ đề Ananda. Ghi chú đặc biệt ở hạ thứ 24 trong soạn phẩm Đường Xưa Mây Trắng của Thiền Sư Nhất Hạnh và soạn phẩm Sự Tích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của Minh Thiện Trần Hữu Danh. Ở hạ thứ 24 này có đề cập đến kinh Bát Đại Nhân Giác. Đây là kinh của hệ phái phát triển không có trong thời Phật. Lý do, bảy điều trước là tinh thần phổ quát của giáo pháp, nhưng điều thứ 8 nguyên bổn chữ Hán có đoạn Phát Đại Thừa Tâm Phổ Tế Nhất Thiết Nguyện Đại Chúng Sanh Thọ Vô Lượng Khổ,
lưu ý cho thời Phật không hề có từ Đại Thừa và cũng không có tinh thần nguyện thay chúng sanh thọ vô lượng khổ. Nếu so sánh với Pali văn thì Theravada cũng có 8 pháp của bậc chân nhân, tôi ghi ra đây để chúng ta cùng tham khảo như sau. 1. Có đủ 7 diệu pháp: tính, tàm, quý, đa văn, tấn, niệm, tuệ. 2. Thân cận bậc chân nhân. 3. Tư duy hướng thiện và hướng thượng, bất hại cho mình và tha nhân. 4. Lý luận thảo luận chân chánh, không gây hại cho mình và tha nhân. 5. Mỹ toàn 4 khẩu thiện hạnh, không vọng ngữ, không ly gián, không ác độc, không vô ích. 6. Mỹ toàn 4 thân thiện hạnh, không sát, đạo, dâm, tửu. 7. Có chánh kiến, kiến, văn, giác, tri như thật. 8. Biết 8 cách bố thí của bậc chân nhân: vật trong sạch, vật thượng hạng, đúng thời, phù hợp, có suy nghĩ, làm thường xuyên, tâm thanh tịnh, 3 thời trước, trong và sau đều hoan hỷ. Người đàn bà đau khổ. Do túc duyên nhiều đời, cô gái sanh ra trong một gia đình ông chủ ngân hàng tại Savatthi cao sang giàu có, lại được cha mẹ rất cưng chiều, cho cô ở trên tầng 7 của một tòa lầu có kẻ ăn người ở hầu hạ sớm hôm. Năm cô lên 16 tuổi, có một gia đình môn đăng hộ đối với lễ vật trọng hậu dạm hỏi nàng cho con trai của họ, cũng là một công tử con nhà quyền quý. Cô gái lặng lẽ không nói gì, vì cô đã âm thầm yêu thương một chàng trai nô lệ đầy tớ trong nhà. Cậu ta chỉ hơn cô vài tuổi, vừa vai u thịt bắp mạnh khỏe, vừa có tướng mạo là một mỹ nam tử. Mối tình này diễn ra đã được mấy tháng, như lửa gần rơm, sức cuốn hút của tuổi thanh xuân, họ đã có quan hệ mặn nồng với nhau. Như đã quyết định, hôm kia cô gái nói với chàng trai: tôi không thể lấy cái anh công tử mặt trắng ẻo lả kia được. Vả lại, tôi đã có ri khác với chàng rồi. Chúng ta hãy bỏ trốn thôi. Tôi sợ lắm, thưa nữ chủ. Cô gái cau mày. Nữ chủ cái gì nữa, vợ chồng rồi đấy. Hãy liệu tính cho mai sau, chứ không còn kịp nữa, mau mau lên. Tôi phải làm sao? Ôi, đần đần vừa thôi chứ. Hãy liệu chừng cửa ngõ, xem bọn đầy tớ đi lên đi xuống các cổng lầu, vườn hoa, tường đông tường tây. Xem vào khoảng canh 2, chúng đã ngủ nghỉ hết chưa? Rồi còn tìm cách cũng một con voi, rồi chúng ta cùng bỏ trốn, rõ chưa? Rõ à, thưa nữ chủ. Lại nữ chủ. Chàng trai cười ngõn ngoẻn, rồi đi lo việc của mình. Thế rồi đúng ngày đúng giờ, cô gái gom hết của cải tư trang tư dụng vào trong một cái đẩy lớn, rồi cùng với tên nô lệ đầy tớ cởi trên một con voi trốn đi. Lúc ấy vào đầu canh 3, mọi người trong nhà đang no say giấc điệp cả. Đi được một đổi, chàng trai hỏi: nếu ông chủ bắt được, ông có đánh chết không? Ông cho người đánh chàng chết thật đấy. Không sợ pháp luật sao? Cô gái cười rúc rích: chàng không có biết gì cả. Chủ đánh chết nô lệ là chuyện thường. Theo luật pháp, đánh chết một tên nô lệ không có tội gì cả, vì nô lệ không phải là người. Chàng trai nghe rợn cả tóc gáy, quay lại sau ngó tả ngó hữu, lắng tai nghe chừng, thấy chẳng có ai chạy theo bắt, nghe chẳng có tiếng động nào, chàng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đến một vùng nông thôn, quê cũ của chàng thanh niên, cách kinh thành Savatthi chừng 3-4 do tuần, thì họ dừng chân lại. Tại đây, cô gái bán con voi, bán tư trang, thêm tiền, tậu một mảnh vườn, thuê người làm một căn nhà, sắm sanh tiện nghi ăn ở, những vật dụng cần thiết cho mọi sinh hoạt. Thế rồi một thời gian sau, hai vợ chồng son trẻ đã trở thành một gia đình nông dân thực thụ. Chàng làm vườn, trồng cây ăn trái, rau cải. Nàng kiếm củi, bếp núc, chăm sóc quét dọn nhà trong, vườn ngoài. Cuộc sống ấy, ai cũng tưởng là rất hạnh phúc. Nó êm ả, nó đều đặn trôi đi. Được 4-5 tháng, khi cái bụng của nàng ngày càng lớn, thì nàng bắt đầu mệt mỏi, chán nản, buồn phiền, nên sinh ra cáu gắt, nóng tính vô cớ. Chuyện củi đuốc bếp núc quét dọn trong ngoài, nàng cũng bỏ phế. Chàng trai lại nhẫn nại, lặng lẽ làm hết mọi sự. Bản chất của cô tiểu thư ưa sai bảo, ưa chỉ tay năm ngón. Nhờ tình yêu mặn nồng ban đầu, nó chìm khuất đi.
bây giờ nó bắt đầu hiện ra, xáo trộn nếp sống gia đình, đảo lộn cái tôn ti, chồng sướng thì vợ thuận theo. Chàng trai vốn bản chất trung hậu, quen chịu đựng, cũng không lấy thế làm điều khi trở lại vai trò của một tên đầy tớ. Lại còn bị cô chủ chê ỉ ôi eo xèo, nấu cho chó ăn, nấu cho bò ăn, chứ có phải cho người ăn đâu. Cái bụng càng to thì nàng càng khó chịu, càng bướng, càng chướng, thường hay quát tháo chồng, là mắng chồng một cách vô cớ. Nó cũng có lý do chủ quan của nó, vì càng gần đến ngày sinh, nàng càng cảm thấy bất an và sợ hãi. Sinh làm sao đây? Ai là người có kinh nghiệm chăm sóc thuốc thang? Nàng có biết gì đâu, và cái ông chồng con nít ba cục ba hòn kia cũng có biết gì đâu. Con người sinh con, cô tiểu thư sinh con, chứ có phải là con trâu, con bò, con mèo, con chó, con gà, con vịt sinh con đâu. Đến lúc này cô gái mới thật sự thấm thía nhớ đến bàn tay và trái tim của người mẹ. Ở đấy thường là quê hương ấm áp của mọi đứa con ly xứ hướng về. Mẹ ơi, con khổ lắm. Cô gái thốt lên nho nhỏ với hai hàng nước mắt tuôn chảy lặng lẽ dầm về. Trong đêm, khi bên cạnh, chàng trai ngủ ngáy khò khò vô tư, vô lự. Mà cũng phải thôi, chàng đã làm việc cực lực, vất vả suốt ngày, lại còn phải lo đảm đang, quán xuyến nội trợ trong nhà nữa. Hôm kia, như đã quyết định, cô gái nói: "Tôi phải về nhà cha mẹ để sinh nở thôi, ông hãy chuẩn bị dẫn tôi đi." Chàng trai lắc đầu: "Không thể được." "Tại sao?" "Tôi mà đâm đầu về đó, ông chủ lớn sẽ đánh chết. Nếu không đánh chết thì cũng cho tay chân tra tấn, đến chính chết một sống." "Tôi không đi, tôi chưa muốn chết." Cô gái đưa ra lý do: "Không đâu, dù sao bây giờ tôi là gái đã có chồng. Cha mà đánh chết chồng của con gái, để con gái cưng của cha bị ở quá hay sao? Lại nữa, con có pháp luật mà." Chàng trai nhẹ lắc đầu: "Không, nhất định là không. Tôi chỉ là một tên nô lệ. Chủ đánh chết nô lệ là chuyện thường. Theo luật pháp, đánh chết một tên nô lệ không có tội gì cả, vì nô lệ không phải là người." "Cha!" Cô gái ngạc nhiên: "Ông học ở đâu đó?" Chàng trai chợt cười lạc trả lời: "Của cô tiểu thư chứ ai. Đó chính là cái câu của cô nói khi rời khỏi nhà chỉ một đổi đường." "Nhớ dài dữ. Thì cái mạng sống tôm tép mũi lằn, chúng cũng muốn sống. Không muốn chết, không muốn nhớ dài thì nó cũng cứ nhớ đấy." "Chà, lại lý sự nữa chứ." "Cũng học của cô chủ đó. Cái đầu óc đần đần này lần hồi nó cũng sáng ra." "Lại nói móc nữa." "Dạ, không dám." "Chịu, hết cách." Đến lúc dù nàng có năn nỉ đến khô hơi, chàng trai vẫn cứ cương quyết lắc đầu. Không biết cách nào hơn, đợi một hôm chàng đội nông sản đi bán ở chợ xa, cô gái chuẩn bị một vài đồ dùng cần thiết, gửi gắm nhà cửa cho người hàng xóm rồi lên đường. Khi đi, cô nhờ người nhắn lại với chồng là cô đã trở về nhà cha mẹ để sinh con. Ngày hôm sau, chàng trai về nhà, biết cớ sự, tự nghĩ thầm: "Cũng tội, con nhà tiểu thư khuê cát, chân yếu tay mềm, vì yêu thương ta mà phải chịu đựng muôn vàn gian khổ. Bây giờ lại là thân gái dặm trường, bụng mang dạ chữa, vò vỏ một mình. Nếu có chuyện chi xảy ra thì ai là người chăm sóc, bảo vệ?" Không chậm một khắc nào, chàng trai đùm vội một bọc củ khoai ăn đường, tay cầm một con dao như cái rựa, rồi hối hả lên đường. Nhờ đi nhanh đi cả ban đêm, nên ba ngày sau thì gặp cô gái bên một bìa rừng. Hóa ra là cô ta đã sinh con rồi, một đứa bé trai bụ bẫm, xinh xắn. Cả hai nhìn nhau tươi cười rạng rỡ, hạnh phúc, rồi ôm chầm nhau, trao qua đưa lại đứa bé cho nhau để cùng ẩm bồng hôn hít. Không tính chuyện lên đường nữa, họ lại cùng dìu nhau trở lại gia đình mái ấm. Chuyện kể rằng sinh đứa con trai thứ hai cũng tương tự vậy. Khi đứa con trai thứ nhất đã lững chững biết đi, cô gái khi bồng khi dắt đứa trẻ cùng với cái bụng lên đường về nhà cha mẹ, cũng cỡ chừng nửa đường, cũng tại bìa rừng, cô gái lại sinh con và chàng cũng tìm đến kịp. Tuy nhiên lần này không còn trời yên biển lặng, mà sóng gió lại nổi ba đào, cuốn đi những thân những phận. Ôi tử tử sinh sinh, dâu biển đoạn trường, mịt mùng đau khổ.
khi đứa con vừa khỏi lòng mẹ, một cục thịt đỏ hỏn thì đột ngột một cơn bão ập tới, cây cối vặn mình quằn quại, cây gãy răng rắc, lá rụng rào rào. Dưới một tàn cây đại thụ rung rinh, cô gái chỉ kịp cởi cái áo khoác ngoài quấn cho con, nằm sấp xuống, chịu trận mưa như trút trên lưng, bảo vệ hài nhi bên dưới. Đứa con bên cạnh lại khóc ré lên, nó cũng ướt và lạnh. Chẳng biết sao hơn, cô gái lại phải đổi tư thế, nằm khum khum để che mưa cho cả hai đứa. Chàng trai vừa tới kịp, chưa nói được một lời nào, chưa kịp nhìn đứa con ra sao, thì cô gái đã thều thào mệt mỏi, đứt quãng. Hãy kiếm gấp cho tôi cái gì đó để che tạm cái mái ở trên lưng. Chàng trai gật đầu, đảo mắt lướt quanh một vòng, rồi vội cầm rựa lùi nhanh vào rừng. Thấy một lùm cây có lá to, chàng với dao rựa chặt được một đống. Tiện thể lựa một số cây rừng cỡ bằng cổ tay, chàng chặt dài chừng một sải rưỡi, với dự định để dựng một cái chòi nhỏ. Khi thấy tạm đủ, chàng hơi rựa kéo xuống một chùm cây mây dùng làm dây cột, thì một con rắn đã núp sẵn ở đâu đó lao ra và cắn chết chàng tại chỗ. Có lẽ là một con rắn cực độc. Cô gái nằm bẹp chịu trận lâu quá, bèn đổi tư thế cho đỡ mỏi bằng cách quỳ hai chân, úp sắp hai tay xuống để che mưa cho con. Nhưng đợi hoài đợi mãi không thấy chồng về, cô tự nhủ, một chút nữa thôi, ông ta sắp về rồi đó. Lâu quá cũng không thấy, lại tự nhủ, sắp về rồi, thôi nằm yên đi hai con, ngoan nào. Đứa trẻ lại gào khóc đến khản giọng. Trời rạng sáng, bão tạnh gió tan, vẫn không thấy bóng dáng chồng. Cô gái khởi sanh ý nghĩ, hay là ông ta sợ trách nhiệm bỏ trốn đi rồi, đồ hèn hạ. Nhìn hài nhi nhờ bọc ấm, được che chắn tốt, nên sau khi cho bú sữa, nó ngủ nằm yên. Riêng đứa trẻ kia thì tái mét, run cầm cập. Nàng nghe lòng như muối xác, nhưng không biết làm sao. Đẩy thức ăn mang theo, không còn dùng được, vì cái đùm vải đã nằm trong bùn nước. Hết còn hy vọng ông chồng trở về, đàn đã quyết chắc chàng trai vô lương tâm kia đã đành đoạn bỏ vợ con trong cơn hoạn nạn. Hắn đã xa bay cao chạy rồi. Lão đảo đứng lên, rồi thất thểu tay bồng con, tay dắt con theo lối mòn mà ông chồng đã đi, lần từng bước một, vừa bước vừa thở, vì nàng đã mệt quá, đã kiệt lực chống chọi suốt đêm qua, lại không có cái ăn. Đến lùm cây, nàng khựng lại. Ông chồng của nàng đã chết rồi, sắc mặt tím bầm, đang nằm vô tri cạnh một gò mối. Một đàn kiến đỏ kiến đen bắt đầu đánh mùi tìm đến. Thương chồng quá, càng nghĩ càng thương, vì nàng đã nghĩ oan cho chàng. Núi rừng lạnh lùng, đường về nhà còn xa dịu vợi. Xung quanh không một bóng người, không làng mạc, không một làn khói bốc lên, cọp, beo, thú dữ. Vừa chớm nghĩ đến điều đó, cô gái vội gạt lệ, quay mặt đi, dẫn con bước nhanh. Đến một khúc sông hẹp, nàng dừng lại. Bình thường đây là khúc sông cạn, lội qua được, nhưng trận mưa như trút đêm qua đã biến nó thành một dòng nước dữ, cuồn cuộn cây củi cùng rác bèo, cả ba không thể cùng qua. Suy nghĩ một lúc, nàng đứng dậy, kiếm một ít cành củi khô và lá rác, làm tấm đệm để đặt đứa hài nhi trên đó. Nó đang ngủ say vì vừa cho nó bú. Xong cô gái bồng đứa trẻ lớn lội qua sông, cũng phải dò dẫm từng bước một trong dòng nước sâu ngang ngực. Lạnh, đói và kiệt lực, nhưng trước sự sống chết cùng bản năng làm mẹ, nàng đã vượt qua được bờ kia. Vừa đặt đứa trẻ trên một đám đất khô, thở một vài hơi lấy sức, rồi cô gái vội lội qua sông lượt nữa. Khi đã đến gần bờ, thì một con chim ưng to lớn sà xuống, nhanh như cắt, hai cẳng chân thò ra, quặp đứa hài nhi bay lên cao. Cô gái cả kinh, hai tay đưa lên, vừa vẫy vẫy loạn xạ, vừa chạy đuổi, vừa la vừa hét một cách điên cuồng. Đứa trẻ bên kia bờ thấy mẹ vẫy vẫy, tưởng là gọi nó, nên nó xuống mép sông bị bõm lội qua. Chỉ chừng hơn 10 bước chân thì gặp dòng nước xiết cuốn nó đi, chỉ còn thấy cái đầu nhấp nhô trong làn nước đỏ, xa xa mãi rồi mất hút.
cô gái rồi cũng qua được bên kia sông, ngồi phịch xuống, lặng câm như quá đá. Hết rồi, một chồng và hai con. Hết rồi, chết cả rồi, tuyệt vọng cùng cực. Không có một giọt nước mắt nào chảy ra trong cái hốc mắt đã ráo hoảnh. Nắng đã lên cao, rồi cũng phải lên đường. Bụng không, lòng trống, đi, bước như mộng du. Mọi ý thức bây giờ chỉ còn trông cậy vào bản năng. Miệng lẩm bẩm trong vô thức, như điên, như dại. Ông chồng bị rắn cắn chết, một đứa hài nhi bị chim ưng bắt, một đứa khác bị nước cuốn trôi. Chết, chết hết rồi. Đến thành phố, đi vào một con đường, nàng không còn nhớ lối nào về nhà. Ý thức lóe lên, cô gái bèn hỏi một người đàn ông đi ngược chiều. Thưa ông có biết nhà của ông chủ ngân hàng không? Người đàn ông nhìn nàng có vẻ kinh dị, vì khi ấy tấm choàng của nàng đã rách tả tơi, dường như chỉ còn dính một vài mảnh trên người, mặt mũi lại bơ phờ, xanh xao. Dính bùn đất, trông không ra dáng cô gái hay là phụ nữ hay một mụ đàn bà điên. Nhưng rồi, ông cũng thương hại đáp. Tôi biết ông chủ ấy, nhưng bà hỏi làm gì? Là nhà của tôi, của cha tôi, mẹ tôi. Người đàn ông khựng lại, im lặng một lát. Thôi, đừng đến đó nữa. Tại sao? Người đàn ông lại ngập ngừng rồi nói. Đêm qua, giông bão dữ dội, những cái chảo lửa sấm sét trên trời cao đã đánh ụp xuống cái lâu đài trang viện ấy, tan nát cả và cũng cháy tiêu tùng cả. Có lẽ hàng trăm người ở đó ra tro cả rồi, chẳng còn gì ở đó đâu. Người đàn ông quầy quả bỏ đi. Cô gái ngồi thụp xuống, không còn biết gì nữa. Cô đã quá điên thật sự rồi. Thế là mấy ngày hôm sau, các đường phố kinh thành Savatthi, mọi người trông thấy một cô gái điên, dường như không có cái gì che kín thân thể, đi lang thang lết thết, tới chỗ nào cũng bị mọi người đuổi như đuổi tà. Người nguyền rủa, đồ điên khùng, kẻ quăng cây, quăng đất, tung rác bẩn, tay xua, miệng chửi. Cô gái thì bước đi, lắc lư, cười ha ha, cười hì hì, lâu lâu lại lẩm bẩm. Chồng chết, hai con chết, cha mẹ chết, anh chị chết, tôi trai tớ gái chết, chó mèo chết, chết hết rồi, chết hết thật rồi. Đức đạo sư lúc ấy đang ở tại đại tịnh xá Kỳ Viên, vào sáng sớm nửa cuối canh ba quan sát thế gian. Ngài thấy biết chuyện cô gái, họ là bảy chị em thời đức chánh Đẳng Giác Kassapa Đê Mà. Trong trầm luân sinh tử, do công hạnh xưa, họ đã có mặt ở đời này rồi. Nhưng cô gái đã chịu đựng nỗi thống khổ nhất trong bảy chị em, mà sức người thế là đã cùng cực rồi. Trong vô thức, buổi chiều, cô gái lang thang bước vào cổng đại tịnh xá Kỳ Viên. Sau lưng là một bầy trẻ nít la hét cười giỡn ầm ĩ, quăng đất, quăng rác cùng với những lời mắng chửi đuổi theo. Lúc ấy Đức Thế Tôn đang thuyết pháp tại giảng đường. Một số người tạp dịch thấy cô gái điên lõa lồ đang lần bước đã đến gần chỗ tôn nghiêm. Một số hổ thẹn không dám nhìn, một số khác tìm cách đuổi cô đi, đuổi luôn cả đám con nít nữa. Đức Phật sử dụng năng lực thần thông giúp cô gái tỉnh trí lại, rồi cất tiếng nói vọng ra từ giảng đường. Hãy để cho Patachara đi vào chỗ Như Lai. Ngay lúc ấy, cô gái như tỉnh cơn mê dài, ngoảnh nhìn mình, thấy thân thể không có gì che, sợ hãi ngồi thụp xuống, rồi ngồi úp bụng, úp mặt xuống đất. Người đàn ông làm tạp dịch, nghe tiếng nói của Đức Phật, ông cởi tấm áo của mình, quăng cho cô gái. Này chị, hãy mặc vào cho kín đáo, Đức Thế Tôn cho gọi chị đấy. Bây giờ, mọi người mới dám đến gần bên, kẻ đưa khăn lau mặt, kẻ đưa thêm khăn quàng, người đưa thêm giải buộc, để cô ta đi vào giảng đường cho đàng hoàng. Đã hoàn toàn tỉnh táo, tuy gầy ốm xanh xao,
Nhưng sau khi choàng áo, buộc áo, lau mặt sạch sẽ, cô gái đã hiện ra một phần nào nét vẻ trẻ trung xinh đẹp cũ, trong chưa đến 20 tuổi. Đến chỗ Đức Phật, cô gái nằm sắp năm vóc sát đất, khóc lặng lẽ, khóc như chưa bao giờ được khóc, vừa kể chuyện con chết, chồng chết, cha mẹ chết, với giọng nói rất là bi thương, thê thảm. Đức Phật cứ để cho cô gái khóc cho đã. Lát sau, vừa sử dụng năng lực từ bi, vừa sử dụng pháp âm dịu dàng, ấm cúng, nói với cô gái rằng: "Thôi đủ rồi con, Patachara, không chỉ có nay con mới khóc con, khóc chồng, khóc cha, khóc mẹ. Thật ít ỏi làm sao là những lượng nước mắt ấy. Trong ba cõi sáu đường trầm luân sinh tử, con cũng đã từng khóc triệu triệu người con, triệu triệu người chồng, triệu triệu người cha, triệu triệu người mẹ, trong những hoàn cảnh khác nhau, như bị bệnh tật, ốm đau, bị chặt đầu treo cổ, bị tán gia bại sản, bị tù tội, bị vu oan, bị động đất, bị nhà tan cửa nát, bị lửa cháy, bị voi chà, bị hổ ăn thịt, bị rắn độc cắn, bị tên bắn, bị đao chém, bị phản bội, bị nước cuốn, bị phanh thây, bị lóc thịt, bị bỏ thay nơi chiến trường. Mà những giọt nước mắt ấy cộng lại còn nhiều hơn nước của bốn đại dương nữa kìa." Cô gái tên là Patachara ấy đã ngừng khóc sau ý nghĩa lời nói của Đức Phật. Nàng lau ráo lệ, quỳ năm vóc sát đất đảnh lễ Ngài một lượt nữa rồi nói: "Bạch Đức Thế Tôn, hiện con không có chỗ nương tựa, không có chỗ bảo vệ, xin Ngài hãy giúp con." "Này Patachara, trên cõi đời này chẳng có ai nương tựa được ai, chẳng ai bảo vệ được ai, chẳng ai có thể giúp ai. Vợ chồng, con cái, cha mẹ, thân thuộc cuối cùng đều phải bị thần chết mang đi cả thảy. Và này con, chỉ có ai ở bờ bên kia của sinh tử, những ai biết vứt bỏ, lìa xa những tham, những sân, những dục vọng tầm cầu, những khát ái, những mê mờ vọng tưởng, lìa xa những thấy biết sai lầm về bản thân, về ngã ái, về ngã chấp, về ngã thủ, thấy rõ tất cả đều rỗng không, vô thường, vô ngã, kẻ ấy mới thực sự có chỗ nương tựa vững chắc, chỗ bảo vệ an toàn trước thần chết. Này Patachara." Vừa nghe xong lời pháp này của Đức Thế Tôn, cô gái đắc quả nhập lưu, phát nhãn phát sanh, thấy rõ lộ trình đường đi nước bước. Cô quỳ lạy xin được xuất gia. Đức Phật bảo gửi cô sang ni viện để nhờ chư ni chăm sóc sức khỏe. Sau đó cô được trưởng lão ni Gotami cho thọ đại giới, sống đời xuất gia phạm hạnh. Một ngày kia, tỳ khưu ni Patachara lấy nước để rửa chân. Lần thứ nhất, nước chảy được một đoạn ngắn rồi dừng lại, thấm xuống đất. Lần thứ hai, nước chảy được một đoạn dài hơn rồi dừng lại, thấm xuống đất. Lần thứ ba, nước chảy một đoạn xa hơn nữa rồi dừng lại, thấm xuống đất. Cô đâm chiêu suy nghĩ, sinh mệnh của con người quả giống như thế này, là ba giai đoạn của cuộc sống. Lần thứ nhất, nước chỉ chảy một đoạn ngắn là cái chết của thời niên thiếu. Lần thứ hai, nước chảy dài hơn một chút là cái chết của thời trung niên. Và lần thứ ba, nước chảy dài xa hơn một chút nữa là cái chết của thời lão niên. Rồi ai cũng phải chết cả, trẻ hay già mà thôi. Quá ra cái gì có sanh thì cái ấy có diệt. Lúc ấy, Đức Phật đang ở tại hương phòng. Ngài sử dụng thần thông với ánh sáng rực rỡ, với bóng sắc kỳ ảo, hiển hiện ngay trong tầm mắt của cô. Rồi Ngài nói: "Đúng vậy đó, này Patachara, tất cả mọi chúng sanh đều phải chết, đấy là điều tất yếu. Vậy quan trọng nhất là phải sống như thế nào cho có ý nghĩa, sống như thế nào để lợi mình lợi người, đem đến an vui cho mình và cho người. Cao hơn tất thảy những điều ấy là sống sao để thấy cho rõ sự thật, sống sao để thấy rõ sự sanh diệt của ngũ uẩn trong từng khoảnh khắc, trong từng sát na." Để tóm tắt ý nghĩa ấy, Đức Phật đọc lên bài kệ: "Trăm năm sống có ích gì, pháp đi pháp đến, vô tri chẳng tường.
Một ngày quả thật khó lường, thấy pháp sanh diệt vô thường ra sao. Lời kệ của Đức Thế Tôn vừa chấm dứt, cô đắc quả A-la-hán có thắng trí và tứ vô ngại giải. Quá khứ tiền kiếp của tỳ kheo ni Patachara như sau này cô kể lại cũng tương tự như bảy chị em công chúa thời Đức Phật Kassapa, và thời ấy cô là thứ ba, tên là Bhikkhuni. Từ đó cô để tâm nghiên cứu, học hỏi về luật, sống theo luật nghi và chu toàn hạnh kiểm rất nghiêm túc gương mẫu. Cô cũng là người nổi tiếng vì những bài giảng và những câu kệ sâu sắc thâm thúy về sự khổ trên cuộc đời, và thường an ủi, chia sẻ bằng cả tấm lòng đến với những phụ nữ có hoàn cảnh bi thương, bất hạnh. Đệ tử nữ của cô rất đông, cả tại gia và xuất gia. Sau này tỳ kheo ni Patachara được Đức Phật tán thán tuyên dương do nhờ đời sống mẫu mực, quy củ, là đệ nhất về thông luật và trì luật bên ni giới, tương tự như tôn giả Upali bên Tăng vậy.